rồi lớn, ngày toàn dân làm nghĩa vụ thiêng liêng, vì độc lập tự do, vì tổ quốc mạnh giàu, chúng ta đi bầu chọn người có tài có đức, đem hết sức mình để phục vụ nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hỏi đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 hôm nay, chúng tôi tiếp tục giới thiệu tới quý vị và các bạn, đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Thế nào là bầu cử dân chủ, đúng pháp luật? Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng những tiêu chuẩn gì? Đại biểu Quốc hội phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 22 của Luật Tổ chức Quốc hội. Đại biểu Hội đồng Nhân dân phải đáp ứng các tiêu chuẩn được quy định tại Điều 7 của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương. Đó là trung thành với Tổ quốc, nhân dân và Hiến pháp, phấn đấu thực hiện công cuộc đổi mới vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, gương mẫu chấp hành pháp luật, có bản lĩnh kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, mọi biểu hiện quan liêu, hách tịch, cử quyền và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Có trình độ văn hóa chuyên môn, có đủ năng lực, sức khỏe, kinh nghiệm công tác và uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến của nhân dân, được nhân dân tín nhiệm. Có điều kiện tham gia hoạt động của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân. Thưa quý vị và các bạn, thế nào là bầu cử dân chủ đúng pháp luật? Thế nào là bầu cử dân chủ đúng pháp luật? Một cuộc bầu cử được coi là bầu cử dân chủ và đúng pháp luật phải đảm bảo các yếu tố sau đây. Việc bầu cử phải tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm các quyền bầu cử, ứng cử, vận động bầu cử, quy định cụ thể những trường hợp bị tước quyền bầu cử, ứng cử, những trường hợp không được thực hiện quyền bầu cử, ứng cử và những trường hợp không tham gia bầu cử. Quy định rõ quy trình thủ tục giới thiệu người ứng cử, hiệp thương, bầu cử lại, bầu cử thêm, bầu cử bổ sung để đảm bảo lựa chọn được những người tiêu biểu, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân. Đảm bảo quyền của cử tri nơi người ứng cử công tác hoặc làm việc cư trú được nhận xét bày tỏ ý kiến của mình về sự tín nhiệm đối với người ứng cử. Quy định rõ tổ chức nhiệm vụ quyền hạn của các cơ quan tổ chức đơn vị trong công tác bầu cử. Việc giải quyết các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo về bầu cử phải được thực hiện nghiêm túc, nhanh chóng. Các vi phạm về bầu cử phải được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, quyền bầu cử là quyền chính trị cơ bản của công dân được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho mọi công dân có đủ điều kiện thực hiện việc lựa chọn người đại biểu của mình vào cơ quan quyền lực nhà nước. Quyền của công dân không tách rời nghĩa vụ của công dân. Tại sao nói bầu cử là quyền và nghĩa vụ của công dân? Thông qua bầu cử, công dân trực tiếp bỏ phiếu, bầu người đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình, thay mặt mình thực hiện quyền lực nhà nước, góp phần thiết lập bộ máy nhà nước để tiến hành các hoạt động quản lý xã hội. Vì vậy, thực hiện bầu cử là trách nhiệm của công dân đối với đất nước. Chương trình phổ biến pháp luật bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp hôm nay xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Chúng tôi, những người làm chương trình, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các số tiếp theo của chương trình.